Đây, hôm nay đi chợ đồ cổ đường Nơ Trăng Long. Giờ đây là cái cổng đi vào đây. Đó. Bán góp da, dây đồng hồ, cái này toàn đồ cổ không. Bây giờ đây cửa vô cổng chính nè, quá trời đâu. Tại có người ngoại quốc bán đồ nữa ta. Dạ vâng đúng rồi đó anh ơi. Where are you from? Manchester, in England. England, Manchester. Manchester United, exactly. Right? George Best. Hey, Liverpool now is better. Liverpool, right? I like Liverpool as well. Oh, I love them. Quẻ, cho nên nó quẻ. Có người ông này người Anh nè, ở Manchester. Ông cũng bán đồ nữa, không biết đâu ông sưu tầm. Đây là mấy cái máy. Đủ thứ luôn, cái gì cũng có. Nhạc dĩa, hình tượng đồng, trồng cẩm thạch. Lần đầu tiên tôi vô đây con, anh ra, đây cho biết. À, có mấy bao thư cũ à. Thời này xem đây nè. Đủ hết. This is the antique market in Saigon. They sell everything. These are coins. Cái quarter. Nó có đồng xu 25 xu nữa kìa. Quá trời xu luôn. Có lấy về vì cà phê sữa rồi đó. Đi một vòng. Và cái máy đo điện. Cái gì cũng có mấy cái tượng này nữa nè. Cái tượng đồng. Tượng đồng. Bên đầu là chỉ quán cà phê. Đây trong này có quán cà phê Cao Minh. Nơ Trăng Long. Nơ Trăng Long. Đủ thứ hết, quá trời luôn. Đây bên kia. Tôi xin chào tất cả các anh em. Lâu lâu mình ha. Bé Bi, bé Bi, bé Bi. Có dùng cái địa chỉ chỗ này gửi cho ông Trâm. Gửi qua U60 cho nó. Tới đây giới thiệu. Ráng quay mà hả? Ở mà thì tới giới thiệu đi. Gửi cho nó đi. Mới xe cổ nè. Giới thiệu đây là thủ à, để quay xong về giới thiệu mọi người. CD là antique motorbike. Hãy nói về cuộc đời khi tôi còn nữa sẽ lấy đường gì về bên nhau thế giới ngoài trong vắng mà thôi. Có nhạc chơi nữa này, nhạc sống nữa nè, không như loài lắm rồi.
Đây là nhóm bạn đây.